Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://tiểuhocvn.info. Các em ạ, hôm nay thầy cùng các em học bài đầu tiên của tuần 30 toán 5, đó là trang 104 có tên là ôn tập về đo diện tích. Trước khi vào bài học, thầy cùng các em ôn bài cũ nhé. Chúng ta sẽ có cùng nhau vui vẻ thông qua bài tập trắc nghiệm. Bài như sau, trò chơi ai nhanh hơn. Chúng ta hãy nhìn lên màn hình. 34 đề cm vuông thì bằng bao nhiêu cm vuông? Có 3 đáp án cho em. Một là 3.400, 2 là 3.4, 3 là 0.34. Vậy em chọn đáp án nào? À, có giống thầy không nào? Ta chọn đáp án A, bằng 3.400. Vì sao nhỉ? Vì 1 dm vuông bằng 100 cm2. Vậy 34 dm2 sẽ bằng là 3.400. Là đúng rồi đấy các em ạ. Ta sang câu tiếp theo. 786 cm2 thì bằng bao nhiêu dm2? Chúng ta cũng có 3 đáp án. 78.6, 7.86 và 0.786. Em chọn đáp án nào? À, em cũng chọn đáp án B. Vì sao ấy nhỉ? Bởi vì 1 cm2 bằng 1% của dm2. Vậy 786 cm2 bằng 786% của dm2 và bằng 7.86. Đúng rồi các em ơi. Hãy nêu tên các số đo diện tích mà em đã học. À, các đơn vị đo diện tích mà chúng ta đã học đó là km2, hectomet vuông, decamet vuông, mét vuông, decimet vuông, centimet vuông, milimet vuông. Vậy có 7 đơn vị đo diện tích mà chúng ta đã học đấy. Vậy em hiểu thế nào là mét vuông? À, chắc bạn nào cũng nhớ rồi. Mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 mét. Ví dụ đây là thầy vẽ một hình vuông này, thầy gọi đây là một mét vuông, thì cái cạnh này thì hình vuông này phải là 1 mét. Đây mới gọi là mét vuông nhá. Thực tế các bạn đã biết mét vuông chưa? À, để cho củng cố về những các đơn vị đo diện tích thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài học. Mục tiêu cần đặt của bài học này là bài ôn tập về đo diện tích trang 104 tiếp 146 tuần 30 toán 5. Thì chúng ta phải biết được quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng, viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân. Và chúng ta có các bài tập đạt chuẩn, bài 1, bài 2 cột 1, bài 3 cột 1 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cùng nhau làm 3 bài tập trong sách toán tuần 30 ôn tập về đo diện tích trang 154. Bài 1, sách giáo khoa toán 5 trang 154 có 2 phần đó các em ạ. Đầu tiên là phần A. Phần A yêu cầu viết số thích hợp vào chỗ chấm. Người ta cho một cái bảng. Một cái bảng này người ta cho là mét, ở đây là cột ở giữa này này là mét vuông. Và cho các đơn vị như là km vuông, hectomet vuông, decamet vuông và mét vuông. Những đơn vị mà bé hơn mét vuông đó là decimet vuông, centimet vuông và milimet vuông. Vậy những đơn vị lớn hơn mét vuông thì là km vuông, hectomet vuông, decamet vuông. Vậy chúng ta có 7 đơn vị đo diện tích. Vậy yêu cầu các bạn hãy hoàn thành cái bảng này. Người ta cho biết thêm này. Đấy. Người ta hỏi 1 km vuông bằng bao nhiêu hectomet vuông? À, 1 km vuông bằng 100 hectomet vuông. Thế 1 hectomet vuông bằng bao nhiêu decamet vuông? À, cũng bằng 100. Vậy 100 decamet vuông thì chính bằng 100 mét vuông. 1 mét vuông thì bằng bao nhiêu decimet vuông em nhỉ? À, bằng 100. Thế 1 decimet vuông thì bằng bao nhiêu centimet vuông? Cũng bằng 100. 1 centimet vuông bằng bao nhiêu milimet vuông? À, bằng 100 đấy em ạ. Thế 1 milimet vuông thì bằng bao nhiêu của centimet vuông? 1 milimet vuông bằng 1% của centimet vuông. 1 cm vuông thì bằng bao nhiêu decimet vuông? Và 1% cm vuông còn viết bằng 0.1. Tương tự thế, 1 cm vuông thì bằng 1% của decimet vuông, và ta viết gọn lại bằng 0.01 decimet vuông. 1 decimet vuông thì chính bằng 1% của mét vuông, và ta viết thành số thập phân là 0.1 mét vuông. Thế 1 mét vuông thì chính bằng 0.01 của decamet vuông. Và 1 decamet vuông chính bằng 0.01 của hectomet vuông. Ở đây ta hiểu là 0.01 decamet vuông chính là 1% của decamet vuông. Ở đây ta hiểu 0.01 hectomet vuông chính là 1% của hectomet vuông. Vậy 1 hectomet vuông thì bằng bao nhiêu phần của km vuông? À, thì sẽ bằng 1% của km vuông, và ta viết thành số thập phân bằng 0.01 km vuông. Vậy
Đây người ta gọi là bảng, đơn vị đo diện tích và các mối quan hệ trong bảng. Khi đo đơn vị đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị nào để đo nhỉ? À, người ta còn dùng đơn vị hecta. Hecta là gì các em nhỉ? Hecta chính là hecta mét vuông đấy các em ạ. Hecta chính là hecta mét vuông. Hay hecta mét vuông chính là hecta. Vậy một hecta bằng bao nhiêu mét vuông? À, một hecta thì bằng 10.000 mét vuông. Chúng ta cùng sang phần B nhận xét. Trong bảng đơn vị đo diện tích này, hai đơn vị đo diện tích liền nhau thì đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền? Vậy tiếp liền của đề cái mét vuông là mét vuông. Ta có cách trả lời như sau. Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo diện tích liền nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé tiếp liền. Vậy đơn vị bé thì bằng 1 phần mấy đơn vị lớn tiếp liền? À, đơn vị bé thì bằng 1% đơn vị lớn hơn tiếp liền. Vậy thông qua bài tập 1, chúng ta ôn tập về 7 đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích với nhau. Thầy cùng em chuyển sang nội dung bài tập số 2. Bài tập số 2, sách giáo khoa toán 5, trang 104 có nội dung như sau. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Người ta cho các câu sau. Câu A, 1 mét vuông bằng bao nhiêu decimet vuông, bằng bao nhiêu cm vuông và bằng bao nhiêu mm vuông. Chúng ta đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ, ta làm thế nào? Muốn đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ, ta lấy cái đơn vị đó, nếu hai đơn vị liền nhau thì ta nhân với 100. Vậy 1 mét vuông nhân 100 thì bằng 100 decimet vuông, ta điểm ở đây. Vậy 100 decimet vuông đổi ra sang mét vuông thì ta cũng nhân 100 thì sẽ bằng 10.000 cm vuông. Hay nói cách khác, 1 mét vuông chính bằng 10.000 cm vuông. Thầy có 10.000 cm vuông, đúng không? Thì bây giờ đổi ra mm vuông, ta cũng nhân 100 thì sẽ bằng là 1 triệu mm vuông. Hay nói cách khác, 1 mét vuông bằng 1 triệu mm vuông. Tương tự như vậy thì chúng ta dựa quan hệ đó, ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu tiếp theo. 1 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? Các bạn nhớ cho thầy giáo vừa rồi, 1 hecta chính bằng 10.000. Tiếp tục, 1 km vuông thì bằng bao nhiêu hecta? 1 km vuông với hecta, hecta chính là hecta mét vuông. Đây là hai đơn vị liền kề. Vậy ta phải nhân 100 thì 1 nhân 100 thì bằng 100 hecta. Và 100 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? Ta nhân với 10.000 thì sẽ bằng là 1 triệu mét vuông. Ta nói cách khác, 1 km vuông bằng 100 hecta bằng 1 triệu mét vuông. Vậy phần A chúng ta đã làm xong. Chúng ta đã đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ, ta dựa quan hệ trong bảng thì ta phải nhân lên, đúng nhá. Tiếp sang phần B này. Ta thấy 1 mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông? Mét vuông là đơn vị nhỏ, đề ca mét vuông là đơn vị lớn. Vậy muốn đổi đơn vị đo diện tích từ nhỏ ra lớn, ta làm thế nào? Ta dựa mối quan hệ đó và ta thường phải chia. Ở đây mét vuông và để cái mét vuông liền nhau nên ta phải lấy cái 1 này này, ta chia cho 100. Vậy 1 chia 100 chính bằng 0,01 đề ca mét vuông. Thầy kết luận 1 mét vuông bằng 0,01 đề ca mét vuông. Tiếp theo, 1 mét vuông bằng bao nhiêu hecta mét vuông? Ta dựa vào đây. 1 hecta thì bằng 10.000 mét vuông. Vậy 1 mét vuông bằng 1/10.000. 1/10.000 của hecta mét vuông và chính bằng 0,0001 hecta. 1 mét vuông thì bằng bao nhiêu km vuông? Ta dựa câu trên, ta biết là 1 km vuông thì bằng 1 km vuông bằng 1 triệu mét vuông. Vậy thầy có 1 mét vuông sẽ bằng 1/1 triệu của km vuông. 1 hecta bằng bao nhiêu km vuông? À, 1 hecta chính bằng 0,01 của km vuông. 4 hecta thì bằng bao nhiêu km vuông? À, 4 hecta thì sẽ bằng 0,4 km vuông. Thông qua bài tập 1 thì chúng ta nhớ lại các đơn vị đo trong bảng và mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng đó. Thầy cùng em chuyển sang nội dung bài 3. Bài 3 sách giáo khoa toán 5 trang 104 có nội dung như sau. Viết số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là hecta. Chúng ta cũng có hai phần. Phần A, thầy có 65.000 m2 thì bằng bao nhiêu hecta?
Vậy để làm được bài này chúng ta chú ý như sau. Cách nào? Chúng ta biết rằng là muốn đổi 65.000m2 bằng bao nhiêu hecta ta làm như sau. Ta có 1m2 thì bằng 1/1000 của hecta. Vậy thì có 65.000m2 thì bằng 65/10.000 của hecta. Và 65/10.000 này thì ta đổi ra thành bằng, ta đếm này, 1, 2, 3, 4, ta tách 1, 2, 3, 4 bằng 6,5 hecta. Vậy ta điền đây là 6,5 hecta. Câu tiếp theo, ta có 846.000m2 thì bằng bao nhiêu hecta? Ta cũng làm như vậy thì ta sẽ được kết quả là bằng 84,6 hecta. Các bạn nhớ nhé, hai con chữ số ứng một hàng tại đây là, đây là mét vuông này, đây là đề cái mét vuông, còn đây là hecta. Vậy chúng ta sẽ bằng 84,6 hecta. Câu thứ ba, 5.000m2 thì bằng bao nhiêu hecta? À các bạn đếm này, mét vuông này, đề cái mét vuông, và ở đây không có hecta, vậy đã được bằng 0,5 hecta. Thầy cùng em chuyển sang phần B. Phần B như sau, đổi 6 km² bằng bao nhiêu hecta? Các bạn nhận thấy rằng km vuông là đơn vị lớn, hecta là đơn vị nhỏ hơn tiếp liền. Vậy đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ. Muốn đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ như thế này thì ta làm thế nào? Ta cách nào? Đổi 6 km² bằng mấy hecta? Ta biết 1 km² thì bằng 100 hecta. Vậy 6 km² thì bằng 6 x 100 bằng 600 hecta. Vậy ta điền đến là 600 hecta. Thầy có câu 2, 9,2 km² cũng làm tương tự như vậy, thì ta lấy 9,2 x 100 bằng 920 hecta. Và 0,3 km² ta cũng làm như vậy, ta nhân 100 sẽ bằng 30 hecta. Vậy với câu A là ta đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn thì ta phải thực hiện phép tính chia. Còn đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ có đơn vị cho diện tích thì chúng ta chú ý là ta phải làm phép tính nhân, nhân với quan hệ của nó. Thầy cùng các bạn vào trò chơi, ai nhanh hơn? Trò chơi như sau. Thầy có cột bên phải gồm có các số đo, và cột bên trái cũng gồm có các số đo diện tích này nè. Các bạn hãy nối xem là số nào và số nào để tạo thành một cặp đúng nhất. Các bạn đồng ý không? Vậy chúng ta hãy dừng màn hình để chúng ta có kết quả đúng nhé, để nối nhé. Và sau đó lại so sánh với kết quả cùng thầy. Nào, bây giờ chúng ta so sánh nha. 200.000m2 thì bằng cái gì nhỉ? Bằng 2.000 dkm², đúng rồi. Tiếp tục, 3.000m2 thì chính bằng 0,3 hecta. Vậy thầy có 750.000 hecta thì bằng bao nhiêu? Bằng số nào nào? Bằng. Thầy có 0,5 km² thì bằng số đo nào? À, chính bằng 50 hectomet² các bạn nhỉ? Đúng rồi. Thế vậy còn cái cuối cùng, 750.000 hecta thì bằng bao nhiêu km vuông các bạn ơi? Đấy, chính bằng 7.500 km². Các bạn có kết quả như thầy không? À, thầy tin rằng các em cũng kết quả như thầy đấy. Và các em ạ, trước khi kết thúc bài học thì các em hãy ôn tập bảng đơn vị đo diện tích một lần nữa này, xem lại cho thầy và chuẩn bị bài ôn tập về đo thể tích trang 155. Bài học hôm nay chúng ta cũng tạm dừng ở đây rồi. Các em hãy vào trang http://2.mình.tiểuhoc.info để có những bài giảng các tiểu học hay nhất. Các em có thể xem tiếp bài giảng của thầy và hãy đăng ký làm thành viên để nhận những bài giảng tiếp theo. Chào thân ái các em, chúc các em có buổi học vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Goodbye for now.